Vâng, Trung rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta đang xem trên kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn ha. Để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì Trung sẽ gửi đến cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem qua một căn villa ha, một căn villa nghỉ dưỡng có tổng diện tích là 516 m². Cô chú anh chị có một phòng khách, một phòng bếp và 3 phòng ngủ. Công năng sử dụng là toàn là những phòng master và trong nhà là toàn mang cái phong cách là hiện đại, phù hợp với lại cô chú anh chị mà muốn về vùng ven nghỉ dưỡng ha, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn cho mọi người đáng quan tâm nha. Thì căn villa biệt thự này á thì có diện tích bề ngang là 14 m và chiều sâu là hơn 40 m nha, nằm ở tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh nha cô chú chị. Đây thì chúng sẽ quay hết cái toàn cảnh các khuôn viên khu vực này đi, để gửi đến cho đại gia đình xem. Đây là cái cung đường trước cửa nhà chúng ta nha. Đây là chúng ta xẹt một cái đường này á, là chúng ta ra tới đường bên ngoài là gần ngã gần xẹt một đường này tí xíu là chúng ta ra tới khoảng tầm khoảng đâu đó khoảng hơn 1 km thôi, là chúng ta khoảng đâu khoảng hơn 2 km cô chú chị, hơn 2 km là chúng ta ra ngay trung tâm thị trấn Trảng Bàng Tây Ninh nha cô chú chị. Đó thì trấn Trảng Bàng Tây Ninh thì nó giáp với lại Củ Chi mình ha. Rồi chúng sẽ quay toàn cảnh để gửi đến cho đại gia đình xem nha. Vâng, đây là toàn cảnh mặt tiền của căn villa hôm nay chúng muốn gửi đến cho quý hàng, quý nhà đầu tư mình xem ha. Thì căn villa này có diện tích bề ngang là 14 m và chiều sâu là hơn 40 m, tổng diện tích là 516 m², có bao gồm là 316 m² đất thổ cư rồi nha cô chú chị. Thì căn này nằm ở tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Đây cái khuôn đất rất là vuông luôn, vuông đầu vuông đít. Chúng đang quay từ dưới góc của sau lưng căn nhà đi lên ha. Căn nhà là hướng đông nha cô chú chị. Đường trước cửa nhà chúng ta rộng lên đến 10 m thông luôn nha. Đó, đường nhựa. Ở đây là toàn cảnh cái quán cà phê Ngọc Sương đây cô chú chị. Là một cái quán cà phê rất là lớn của xã thị xã cái gì cái này là xã An Hòa. An Hòa. Thị xã Trảng Bàng Tây Ninh ha. Đó. Phường An Hòa. Đó. Đây là cái quán cà phê rất là lớn nè, quán cà phê Ngọc Sương là một cái quán cà phê nổi tiếng của khu vực này ha. Đây chúng ta cứ di chuyển vào hỏi đến là quán cà phê Ngọc Sương là đâu là sẽ biết nhau cô chú anh chị. À, đẹp chưa? Căn nhà mình là mái màu xanh này nha cả nhà. Đường trước cửa nhà chúng ta là đường nhựa thông luôn à. Đây là cái toàn cảnh mặt tiền của nhà chúng ta nha. Từ có cái điểm từ góc bên này qua tới bên kia luôn là 14 m bề ngang và chiều sâu á là hơn 40 m nha cô chú chị. Thì trong cái này phần này là có 316 m² đất thổ cư, còn lại là 200 m đất trồng cây hàng năm ha. Đó. Đây chúng ta thông một trục này là ra tới cái đường lớn tầm khoảng hơn 100 m thôi. Đó. Và kế bên là chúng ta có một cái quán cà phê là quán cà phê Ngọc Sương ha. Và tiện ích xung quanh thì rất là nhiều luôn á mọi người, vừa quán cà phê nè, vừa quán nhậu nè, rồi vừa quán nhà hàng nghỉ dưỡng rồi ha. Ở bên này đó là một cái quán nhậu nè. Đây là cái cung đường trước cửa nhà chúng ta ha, là một cái trục đường thông lên đến tầm khoảng gần 10 m nha cô chú chị. Đó. Khu này thì dân cư ở đông kín luôn này ha. Đó. Đây thì nó thuộc về xã ngay phường An Hòa, gần với lại khu
thị trấn Tản Bàn Tây Ninh ha cô chú chị. Đây kế bên nhà chúng ta đây cũng có cái quán nhậu như thế này ha. Đó. Bởi vì về đây là đủ các tiện ích ăn chơi nè, không thiếu thứ gì luôn á. Và đối diện nhà chúng ta là có một cái khu vực là giống như là lũy tre làng á, có nguyên một cái khu vực này là lấy cái bóng mát rồi gọi là cái cảnh đồng quê đó. Vậy đây là khá hợp lý luôn á. Với cái dòng tiền đầu tư cho cái bất động sản này thì mình nghĩ là cũng khá hợp lý ha. Thì bây giờ trước khi mình nói qua cái giá thì Trung sẽ mời tất cả cô chú anh chị, quý khách hàng cùng nhà đầu tư đi vào bên trong để cùng khám phá hết cái không gian của cái khuôn đất này đi, xem cái bất động sản này nó có phù hợp với dòng tiền mình đầu tư hay không nha. Hiện tại thì gia chủ làm về đây nghỉ nhưng không có thời gian chăm sóc nên cây cối vườn tược nó cũng hơi xuống cấp một xíu ha. Rất là mong cô chú anh chị nào mà hữu duyên để sở hữu được cái bất động sản này. Đó, khu vực sân nhà này là một cái đường rất là thoáng nè, cái cửa cái tường gạch á, họ xây những cái ô gió thoáng để lấy cho cái ánh sáng cũng giống như là cái gió lưu thông vô trong nhà. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một cái cửa cổng CNC sẽ cắt ra nè, cửa cổng rất là lớn ha. Sân thì được lót đá rồi tạo những cái không gian tiểu cảnh như thế này nha. Khuôn viên ở ngoài góc phải nhà mình thì nó có những cái khu tiểu cảnh như thế này nha. Đó. Để lấy cái mảng xanh, cái ánh sáng bóng mát cho căn nhà. Và bên này thì chúng ta sẽ có một cái gara để ô tô, nó hai chiếc xe mu trần một hai chiếc xe mu trần đã đặt phía trước ha. Bên hông thì có khu treo giò lan. Ở nhà thiết kế theo cái mang phong cách là villa biệt thự nghỉ dưỡng, nó rất là thoáng mát luôn đó mọi người. Phía này thì chúng ta sẽ có một cái đường luồng gió mát bên hông nhà để lấy cái ánh sáng cũng giống như là độ thoáng của căn nhà đi ra tới sân vườn phía sau luôn nha. Bên hông thì trồng những cái cây trúc cảnh nè, trúc gọi là trúc quân tử, những cái hàng cây bông đẹp như thế này. À, bên này thì chúng ta sẽ có một cái không gian cái sân đậu xe ha, thoải mái luôn. Và những cái giò lan ha. Không gian của căn nhà nó cực kỳ thoáng luôn đó cô chú chị. Thì trước khi vào bên trong khuôn viên của căn nhà thì Trung sẽ mời cô chú anh chị cùng tất cả quý hàng, quý nhà đầu tư đi xem một vòng đi ở khuôn viên khu vực bên ngoài xem có những gì ha. Rồi mình đi vào bên trong. Đây là có khu vực là hồ cá coi ha. Hồ cá coi này thì hiện tại thì không biết còn cá nào không đây. Có cá nhỏ đây một cô chú anh chị. Có cá coi nhỏ. Hiện tại thì không có người chăm sóc nên chủ sẽ bán lại toàn bộ cái cơ ngơi, cái tài sản này để cho ai hữu duyên về đây chúng ta chăm sóc cái khu vườn tược này ha. Đó, nó đẹp giống như cái vườn cổ tích mọi người. Quá trời đẹp luôn nè. Tổng khuôn viên này là hơn 500 mét vuông đất nha mọi người, hơn 500 mét vuông đất nha. Đây là cái không gian ở trong khuôn viên bếp, chúng ta có thể đi ra ngoài, có mở cửa ra được hết nha.
Nhưng mà thôi chúng sẽ đi một vòng xung quanh sân vườn trước đi, rồi tí nữa mình sẽ vào bên trong để cùng khám phá thêm ha. Đây là cái khuôn viên sân vườn phía sau ha, và bên hông nhà để lấy cái độ thoáng và độ sáng cho căn nhà. Đất của nhà chúng ta là dài ra tới đây ha. Tường thì được xây cao bảo vệ cho căn nhà của chúng ta, nó thêm an ninh nó tốt hơn chắc chắn ha. Ở phía sau này thì chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh ở phía sau cùng của căn nhà. Căn nhà này là hướng chính đông nha cô chú chị, hướng chính đông. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái vườn rau sạch, hoặc là trồng thêm những cái chăn nuôi, hay là làm cái gì đó tùy theo cái nhu cầu của mình sử dụng ha. Rồi bây giờ chúng sẽ đi ra phía trước, tiến ra phía trước và đi vào bên trong của căn nhà để cho cô chú anh chị cùng quý khách hàng là tham quan kỹ hơn ha. Thì nhà đây là một người xây là gần như là tứ cửa hết, cửa nào mở ra cũng được ha. Bên này mấy cửa này là cửa phòng ngủ ha cô chú anh chị, cửa phòng ngủ nhưng đều mở ra được hết ha. Tí này thì mình sẽ đi vào bằng cửa chính đi. Đó, bên hông này đều có cửa ha, và bên hông bên kia cũng có cửa luôn. Là nhà chúng ta gần như là tứ bề bốn hướng là đều có cửa, từ trước ra đằng sau, bên hông trái hông phải là đều có cửa hết. Rồi căn nhà là thiết kế theo cái phong cách là hiện đại ha, nghĩa là nó sẽ có cái độ thoáng và độ sáng rất là cao luôn cho căn nhà. Đó, toàn cảnh khuôn viên khu vực sân vườn ha. Thì sau khi khám phá một vòng xung quanh căn nhà rồi thì chúng mời cô chú anh chị cùng với nhà đầu tư đi vào bên trong để cùng nhà đất Sài Gòn và nhà đẹp Sài Gòn khám phá toàn cảnh cái không gian này ha. Bên trong là một phòng khách, một phòng bếp và ba phòng ngủ rất là lớn, có mang phong cách hiện đại và được thiết kế rất là đẹp luôn và xịn sò. Đây là cửa bên trong nè, xung quanh trong nhà mình được gắn máy lạnh luôn ha. Rồi cả nhà ngồi chơi vui vẻ nè. Đây có một cái phòng khách rất là lớn nè, phòng khách mang phong cách rất là hiện đại, ngồi chơi phải nói là có cái độ thoáng độ sáng rất là cao nè. Đây là cái không gian phòng khách mang cái phong cách là cực kỳ hiện đại luôn ha. Đây có một chú chim công chào đón gia đình chúng ta tại phòng khách. Căn nhà thiết kế gần như là bốn mặt ha, bốn mặt nó rất là thoáng luôn. Đây là cái khoảng không gian ở giữa của căn nhà, khu vực này thì gia chủ sẽ làm một cái phòng phòng ăn ha, phòng ăn để nhìn qua bên hông là nó có cái hồ cá. Và cái khu tiểu cảnh của mọi người có để ý là xung quanh là toàn là cửa kính không nè. Đó, làm như thế này thì để cho nó có một cái không gian gọi là hòa mình với thiên nhiên đó cô chú chị. Đó. Thiết kế mang cái phong cách là cực kỳ trẻ trung và hiện đại. Bên trong nhà chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ lớn ha, một phòng ăn, một phòng bếp. Đây sẽ có một cái tivi rất là lớn tại phòng khu vực phòng ăn. Máy lạnh thì được gắn xung quanh nhà luôn ha. Cửa thì cửa kính mở ra, cửa ra là gió mát lồng lộng luôn. Đây là cái phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ cũng hòa mình với lại thiên nhiên luôn ha. Phòng ngủ thì cũng có cửa mở ra bên hông nè. Như chung giới thiệu qua là gần như là căn nhà là bốn bề tứ hướng đều có cửa thông thoáng. Bên hông trái, hông phải, cửa trước, cửa sau, thậm chí phòng ngủ cũng có cửa đi ra bên hông để như thế này. Và cái bên hông nó lấy cái ánh sáng và gió từ bên ngoài vào, rồi cái cây cảnh mình trồng ở bên ngoài á thì nó có mang cái phong cách là hưởng thụ không khí của thiên nhiên ha. Đây là cái khu vực mà ngồi chơi uống trà
ngắm cá, ngắm hoa ở bên ngoài, mà nói chung vừa quay qua khu vực bên ngoài. Còn khu vực bên đây là cái không gian khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì được thiết kế mang phong cách cực kỳ hiện đại, hòa nhập với lại cái không gian của căn nhà. Đó. Nó hòa hợp với lại cái không gian của căn nhà ha. Nhìn rất là thoáng và rất là sáng. Tất cả có cửa hông mở ra. Nấu nướng thì chúng ta sẽ có thể là mở cửa này ra là nó hút cái không khí ở bên trong ra ha. Đó, có cái đầu bếp, một cái máy tủ lạnh bốn cánh. Nói chung là gia chủ sẽ tặng lại hết nội thất luôn đó cô chú chị, tặng lại hết nội thất cho mình luôn. Và đây là cái phòng ngủ, này là phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ hai của mình ha. Cái này là có ba phòng ngủ nha cô chú chị, ba phòng ngủ và năm nhà vệ sinh ha. Ba phòng ngủ thì một cái nhà vệ sinh phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng nè, rồi một cái nhà vệ sinh ở phòng khách nè, và một vệ sinh ở ngoài khu vực sân vườn. Như vậy là nhà chúng ta có tới tổng cộng tới 5 nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh thì ở trong phòng. Đó. Đây là không gian phòng ngủ thứ ba. Phòng nào cũng rộng, cũng đẹp, cũng đầy đủ công năng sử dụng hết như thế này. Có máy lạnh, rồi có nhà vệ sinh, rồi có tủ quần áo, rồi có cái không gian, cái độ thoáng và độ sáng. Mang đúng cái phong cách hiện đại và thời trang như thế này ha. Nói như vậy là chúng vừa mới quay qua cho cô chú anh chị cùng tại gia đình ta, của nhà đầu tư xem qua một bất động sản nghỉ dưỡng nằm tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, giáp ranh với lại Củ Chi, gần về hướng quốc lộ 22, về hướng đây chúng ta di chuyển về hướng cầu vượt An Sương, ở đâu đó nó tầm khoảng 35 km, 35-37 km nha cô chú chị. Thì ai quan tâm thật sự tới bất động sản này thì hãy liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn, và Nhà Đẹp Sài Gòn có hai số điện thoại trên màn hình, chúng sẽ dẫn mọi người đi xem thực tế và tham quan, cũng như là làm việc với chủ nhà để mà chốt cái mức giá hợp lý nhất cho căn bất động sản này. Hiện tại bất động sản này là có diện tích bề ngang 14 và chiều sâu là hơn 40, tổng diện tích là 516 m², có 300 m² đất, 316 m² đất thổ cư rồi. Và một căn villa biệt thự mà chúng vừa quay qua thì cái giá của gia chủ đang chào bán là 7 tỷ 200 triệu đồng. Ai quan tâm liên hệ ngay với mình, mình sẽ dẫn mọi người đi xem thực tế và gặp chủ làm việc trực tiếp, thương lượng, chúng ta sẽ có một cái mức giá hợp lý nhất để cho cô chú anh chị cùng quý khách hàng đầu tư nha. Người ta thường nói là đồng tiền đi liền với chất lượng. Tiền nào của đó thôi đúng không ạ? Thì đây sẽ là một cái bất động sản mà nó vừa túi tiền và nó cũng gọi là phù hợp với lại nhiều người có cái tầm tiền này. Nếu mà quý khách hàng, quý nhà đầu tư nào quan tâm thì hãy gọi cho mình nha. Đầy đủ công năng nè, có hồ cá coi nè, có ba phòng ngủ lớn nè. Hướng này là hướng đông như cô chú anh chị, đông phù hợp với mệnh đông tứ trạch ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho kênh Nhà Đất Sài Gòn. Mình có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho đại gia đình mình xem nha. Rồi, xin chào cả nhà.